Hôm nay Thế Vũ lại tiếp tục dạy cho các chị học viên về một cái buổi tập handstand dựa tường giúp tăng cảm giác thăng bằng cũng như là sức bền, thể lực cho tay vai hiệu quả. Ha, thì đó bây giờ cái bài đó mọi người làm như chị đó, đặt mông vô trong tường, sau đó đẩy gót chân ra khỏi tường rồi đặt gót chân vô lại, đẩy mông ra. Lúc đẩy mông ra thì căng bụng ra, kéo hai chân ra khỏi tường. Đó nếu giữ được thì tốt, giữ một nhịp đó để cho mình quen được cái cảm giác mình căng bụng rồi mình siết mông đó. Cái lúc mà căng bụng là siết mông nè, kéo chân ra siết bụng lại rồi giữ được thì giữ, đúng rồi, tốt. Rồi tiếp tục, giờ chúng ta thêm cái bước tách chân ra ha, tách chân ra rồi khép vô, rồi đặt gót chân vô, đẩy mông ra, đúng rồi, rồi căng bụng ra, kéo hai chân ra khỏi tường tiếp, đúng rồi. Cái này nếu mà làm được 10 lần thì càng tốt nha, làm càng nhiều thì cái độ bền vai nó càng tốt với cái độ linh hoạt cho cái lưng dưới á, đúng rồi. Ráng lên, tiếp tục tách ra là hít, khép vô là thở, đúng rồi, căng bụng ra, đúng rồi, đúng, chính xác. Lúc đặt mông vô, đặt vô càng nhẹ lực càng lên, đúng rồi, nó mốt giữ handstand ở ngoài cũng vậy, chính xác, tốt. Tiếp tục luôn, thở ra, đúng rồi, tách ra là hít, khép vô là thở, rồi ok. Rồi bây giờ tách dọc một chân xuống 90 độ nha, đưa một chân xuống 90 độ rồi rút lên, rồi đẩy mông ra khỏi tường, rồi căng bụng ra, rồi kéo hai chân ra khỏi tường, kéo ra. Rồi tiếp tục làm tiếp, đổi giơ chân chân phải xuống, đúng rồi, rút lên lại, đúng rồi, đẩy mông ra, rồi căng bụng ra, kéo hai chân ra khỏi tường, đúng rồi, tốt. Xuống hít vô lên thở ra, đúng rồi, căng quăng căng bụng, đúng rồi, tốt. Đổi xuống hít lên thở, ok. Rồi tiếp tục luôn, bây giờ là co gối duỗi ha, rồi lên tường đi, rồi co hai đầu gối xuống duỗi lên, đúng rồi, duỗi lên, rồi đặt gót vô, đẩy mông ra, rồi căng bụng, kéo hai chân ra khỏi tường, kéo ra, đúng rồi, tiếp tục đặt mông vô, co đầu gối xuống rồi duỗi lên tiếp, đúng rồi, căng bụng ra, đúng rồi, giữ, ok. Lên làm tiếp luôn, ráng lên, làm nhiều lên cho đủ 10 lần. Đặt mông vô, xuống hít vô lên thở ra, đẩy mông ra, rồi căng bụng, kéo chân ra, xuống hít lên thở, đúng rồi, cố lên. Cái bài này rất là tốt cho lưng dưới với vai ha, co gối duỗi rất là tốt cho cái lưng dưới. Lúc co xuống duỗi lên là cái lưng dưới nó sẽ khỏe lên, căng ra, rồi ok, tốt. Rồi bây giờ co đầu gối xuống, rồi sau đó tách chân ra sạc ngang, rồi co co từ sạc sạc ngang khép vô co gối lại, đúng rồi, rồi co khép liên tục, co tách liên tục luôn, làm nhiều nhất có thể, đúng rồi, gót chân không chạm tường nha, vô hít ra thở, làm nhiều lên cho cái vai mình nó bền lên, cái vai nó khỏe lên, đúng rồi, tới tăng sức chịu đựng của vai, thể lực của vai, đúng rồi, tiếp tục làm tiếp luôn, đúng rồi, cố lên, ra thở vô hết, rồi là tốt. Rồi giữ handstand co gối mông dựa tường, giữ lâu hết mức có thể luôn, giữ luôn, giữ luôn. Cái gót chân co vô trong co về mông á, gót chân co co về mông, đúng rồi, rồi giữ đó, giữ giữ, chân không chạm tường, đúng rồi, giữ luôn, ghi nhớ cái tư thế này ha, mai mốt mình giữ cái handstand co gối ở bên ngoài cũng vậy. Rồi bây giờ thì tách chân ha, tách chân ra sạc ngang, giữ, đúng rồi, gót chân không chạm tường, giữ luôn, rồi giữ lâu hết mức có thể luôn, ráng lên, giữ đi, giữ đi, giữ đi. Đừng để cho cái chân nó di chuyển, giữ yên đó, siết chặt bụng lại, giữ 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 luôn, đúng rồi, hít thở đều bằng mũi không thở bằng miệng nha, lên tư thế đảo ngược và hít thở bằng mũi, giữ, cố lên, gần xong rồi, giữ tiếp cho cái vai mình nó bền lên, giữ, tốt, rồi tốt, rồi ok. Rồi giờ thử bật lên handstand coi, dùng cái lực nãy giờ bật lên handstand, ráng giữ lại, giữ lại luôn, giữ lại, giữ giữ, đúng rồi, tốt, rồi ok, tốt, giữ giữ, đúng rồi, ok, chính xác, ba cái thôi là tốt rồi. Rồi bài cuối cùng, handstand hình chữ L ngược số 7 á, rồi ép vai vô trong tường, duỗi mũi chân ra, mông đẩy tới, duỗi mũi chân ra, đúng rồi, rồi giữ lâu hết mức có thể luôn. Nó bài này cực kỳ tốt ha, bài này nó nặng thì cái độ bền vai sẽ tăng lên. Đó là toàn bộ clip hướng dẫn về một cái buổi tập
sức bền, thể lực cho handstand với tay vai, cũng như là nó giúp cho tăng cái độ kiểm soát handstand của các bạn tốt hơn ha. Nói chung là mình này là tăng mức độ kiểm soát. Cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người tập luyện tốt.